thông báo với các bác, đây là em bán được phiên bản 2 nhá. Tuần này hình là sinh gấp bội lần so với tuần trước các bác ạ. À, em bán ớt thôi. Anh mua hết hàng được không? Đấy, người đẹp, khẩu trang cũng đẹp, cái gì cũng đẹp, thao tác cũng đẹp. Ớt tuần này có gì đặc biệt so với tuần trước không em? À, em có hoa hồi không? Có, nhưng mà để đi hoa hồi bán như nào? Bao tiền? 15.000 lạng. Bán theo cân không? Hả? Có à? Có vẻ tuần này mệt à? Hôm qua làm gì mà mệt thế? Anh mua thì lại bảo khách đi ra được. 15.000 một lạng à? Lấy cho anh 5 lạng đi. Cô này bao nhiêu tiền ạ? Đấy, không phải mỗi mình thích trêu em nó đâu, mà khách ở ngoài cũng trêu đó. Hoa hồi đúng không? Em có thảo quả không? Có anh. Cũng có luôn à? Em có lấy không? Ở đây à? Ở đâu? Ở đâu đó? Nhìn lên. À không, anh lấy hạt cơ. À lấy, à đúng rồi. Bình thường một tuần phía chợ này em bán bao nhiêu cân? 30 cân. 30 cân một tuần. Hai em ngồi đấy. Em vừa mới ngồi. Em ngồi từ sáng rồi. Sáng ăn gì chưa? Em chưa. Có ăn không? Anh mua về cho gọi là thưởng cho em một. Em có ăn được không nhỉ? Em ăn rồi đấy. Không, anh thử thật mà. Ăn phở không? Mua ớt đấy. Anh mua đi. Qua kêu bảo mua về. Rồi. À lại mua ớt à? Ớt được. Thế mua ớt rồi. Thế lại lấy ớt đi. Lấy cho anh vài cân đi. Lấy nhiều không? Lấy tầm khoảng. Thì nói chính xác đi, tổ tầm khoảng. Hai cân đi. Rồi, hai cân. Anh ấy mua mỗi thứ một tí. Anh thực ra là thôi cứ mang về nhà đó. Có gì tuần sau ăn hết rồi mua. Đây các bác, tuần này mình dạy gấp đôi nhá. Lần trước mình dạy một thôi, tuần này mình dạy gấp đôi rồi. Nói anh lên tâm giả tiền đấy nhá. Đừng có đứng đấy mà xong rồi tí nữa em lại quên mất đấy. Không có chương trình giảm giá gì ở em ấy. Chả có anh. Em khuyến mại đấy. Khuyến mại không? Đang khuyến mại anh ạ. Là bây giờ là bóng. À, em khuyến mại một túi bóng. Rất là vui tính. Anh ơi, thôi trả tiền đi à, nhá. Bây giờ là đến tiết mục trả tiền à? Vẫn mua nữa không? Không được, không được phép mua nữa em? Được. Hả? Được. Vẫn được. Vẫn được. Vẫn được. Nào, 2 cân đúng không? Đi kìa. 2 cân nhỉ? 2 cân đúng không? 1 cân 20.000 đúng không? Bán luôn. 30.000. Bán luôn. Quá mồ hôi này. Đây, hai em. Bạn của em ăn ớt bảo kê. 50.000. Là 50.000 một lạng cơ á? Ô đắt thế nhỉ? Thế không lấy hết đâu. Anh lấy tầm 100.000 thôi. Anh lấy. Hả? Từ núi nào? Núi ba mẹ con đi. Thôi được rồi. Chuyển khoản cho anh. Bao tiền tất cả? Bây giờ chốt là không mua thêm được nữa đúng không? Không anh có. Vẫn được à? Không, nhưng mà tuần trước em không về. À, tuần trước không về à? Người yêu lại ở xa nhỉ? Ui, người yêu. Hả? Người yêu là thằng nào? Người yêu là thằng nào? À, được rồi nhá. Nhanh lên. Người yêu là thằng nào à? Rồi, ok. Tính tiền đi em ơi. 300. Giảm giá ở đây. Đấy là cái giá giảm à? Rồi. Không phải. Là không cái này đi. Không có. Không có. Sao mọi người hiểu? 500.000 là tiền lẻ của mọi người rồi nhỉ? Em biết đi đổi đâu. Thì em có bán không? Có. Có bán à? Đây là mình mua mặt hàng với trị giá là 300 là cái giá giảm. Gửi lại em được không? Bán cái này, bán lại. Buồn không? Anh ơi, cầm đi Hải. Anh gửi đi, xong gửi lại tiền cho em rồi gửi. Anh muốn là tuần sau hoặc tuần sau nữa, một thời gian vừa thì anh lại quay lại gặp em ở đây. Thế thì anh cứ gửi đây nhá. Không nhất thiết phải không nhất thiết phải đổi quần áo nhiều như vậy đâu em ạ. Không quay đây, cứ gửi đây thật. Được không? Không, anh mang về. Lực cầm. Hải cầm đi Hải. Đúng rồi, cái gì đó. Xin chào Mai Cầm.